Chị nói là chị buồn á, là chị gọi là giải đi giải stress đi ra đó tắm biển á chú. Tắm biển thì coi như là nếu mà chỗ chỗ nó mà xuống giờ có 20 cây cho mấy, rồi có xe ông đà đồ đó ở nhà đó là đi thoải mái thôi, chứ đi kiếm sao còn còn điên điên ở đâu, mà coi như là ấy, mà rồi coi như là cái thời gian đó là coi như tại vì ở mình bây giờ hiện nay là ở trong Sài Gòn này này, làm trong Sài Gòn này đó, thành thử ra rồi coi như là cái tin tức ở ngoài đó là ít biết. Chứ mà thật sự ra là coi như là nhìn thấy là biết là cái gương này nó không sai đâu, ở bên cạnh là đúng đó. Chứ nếu mà nói là ở đâu thì coi như mình ngờ 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 coi giới đó là đúng là nó bên cạnh đó, nó ở chỗ em Bình Do đó, đường đi Tây Sơn đó, chứ không phải là nó ở Tây Sơn. Ở đây là nó là thuộc về An Nhơn Quy Nhơn đó, á. Quy Quy Nhơn. dạ Quy Nhơn, cái chỗ bãi biển Quy Nhơn, cái công viên gần chỗ đó không chú? Đó, coi như là xa từ đó mà coi như từ chỗ đó mà coi như xuống Quy Nhơn là coi như từ 20 cây rồi từ nhà nó ở. Còn cái mà đây là nó ở là huyện An Nhơn nhưng mà xã Nhơn Hòa, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn chứ không phải là huyện Tây Sơn, tại vì ở Bình Định là nó có huyện Tây Sơn rồi huyện An Nhơn, nhưng mà huyện An Nhơn á thì coi như là nó giáp với huyện Tây Sơn đó. Ở theo quốc lộ 19 á là coi như là nếu coi như là khói thì An Nhơn là tới bắt đầu huyện Tây Sơn nhưng nó là ở huyện An Nhơn cách cầu Bì Di coi như là chỉ coi như cỡ khoảng 3 cây số thôi là tới nhà nó, đi đường quốc lộ 19 đó là vậy. Đúng là coi như thấy là coi gì đúng là coi như là em này đâu Ủa chú, hồi nãy giờ thì con cũng không biết tên chú, cho con biết tên được không chú? đó coi như là Trần Ngọc Ánh, Dạ chú là Trần Ngọc Ánh. Chú được bao nhiêu tuổi Trần Ngọc rồi? Ánh coi nay coi như là 69 rồi. Dạ, vậy là 69, Coi vậy như là là nó cái không. này á, ê Dạ. mình là ăn túi ba với con đó đó. Dạ. Tại vì hôm trước kia là coi như còn học một lớp coi như là túi ba con đó, nhưng mà Dạ. bây giờ ba con đó là hồi trước kia kiểu dạng là coi như là bị tê xe rồi như thế nào đó cũng bị coi như dạng tâm thần rồi Dạ. là coi như rồi chết. Chết cũng lâu rồi. Vậy là chú là bà con dòng họ của chị. Không phải bà con gì họ gì cũng ở gần xóm, Vậy là lại xóm ở thôi. trong một Dạ. thôn, ở trong một thôn xóm Dạ. gần Là cha mẹ mất hết rồi, chỉ còn một mình đó chị thôi. không có bà mẹ còn Dạ ba mẹ còn. Dạ. coi là ba thì chết rồi, ba là tên Mai Dạ. còn mẹ là tên Lan, Dạ. nó như tên Hương không Dạ. đó vậy á. Thử ra coi nhìn thấy quả sao rồi con này sao nguyên nguyên người ta Dạ. chúng lấy rồi bắt đầu cái coi như là nói chuyện đó là nói là nó Bình Định là đúng rồi, coi như là cái con mình Cái hôm bữa là con cũng muốn nói là chị ơi, chị có về nhà không? Thì con sẽ giúp đỡ chị về nhà. Nhưng mà chị nói là chị chưa muốn về đâu, là chị ở lại đây là chị tắm biển cho nó gọi là thoải mái đầu óc, giải stress cái đầu óc đi. Rồi xong rồi khoảng khoảng 1 tháng nữa chị về. Thì mà ở ở cái chỗ cái chỗ đó là cái chỗ nhà của ai vậy, mà thấy có gì có vườn cây rồi ở như ở Trung Quốc không? dạ cũng là mặt đường, nhưng mà chỉ là lang thang ở lủi thủi một mình đó thôi. Rồi xong rồi có cái bà cô chủ nào á, cái bên đó là cho ở cái ngoài đó, ngoài cái chòi. Nói chung là cũng cũng là ở ngoài mặt đường thôi chú. Thấy có vườn cây đồ lung tung lang thang tới ra coi nhìn thấy là coi gì biết đó là coi gì là mấy ấy qua đó, rồi có gì đó xem thứ đó liên lạc với người nhà thứ ra sao nha, rồi có gì rồi quay mình gặp lại Thì có đó gì rồi có gì nói rồi coi như là để giúp cho người đó gì đấy, coi như là ở đó nó sống thoải mái lắm, không có cái gì là coi như phải khó khăn hết á, là ứng đó này. Mà cái con này nó làm sao nó mình không hiểu được, hay là cái lộn với mẹ nó thế nào đó mà coi như là nó bỏ nó đi vậy, chứ còn thực sự ra
Tại nhà là coi như là ở chỗ ấy mấy cái nhà thì ở trong đường lộ đó, nó cũng nhà đồ đường hoàng lắm, ngon lành lắm chứ không phải. Nhà có xe Honda đồ chạy đó, rồi đó là coi như ở ngoài sông là hồi ba nó còn sống á, là cũng làm một cái ao cá được nuôi cá đồ này kia là gác coi như hầu đó là nó ở đó là rất là thoải mái, có gì đâu. Mà coi sao lại coi như là tự bỗng dưng là đi, coi như nó đi cũng lâu lắm rồi chứ không phải là mới vô nơi ở đi coi như năm đâu. Mà không biết là đi hướng nào mà nóng yếu. Thì tại vì có anh gái là cũng là quanh quanh xóm thôi. Ngày nữa là mình cũng không quan tâm là ở cái điểm này coi như nó cũng không ảnh, nó không lấy là bà con được gì. Chẳng qua là coi như trong trong xóm trong làng thôi. Đó nó vậy á. Rồi coi như là thời gian mình đi vô trong Sài Gòn để mình làm nó cũng lâu lắm rồi. Từ chỗ đó rồi ít biết, chứ còn bây giờ hiện nay là coi như mình cũng đang ở gần đó không bao xa đó, Thì là biết biết chú được đi. chú cứ liên hệ với ba của chị thử sao, rồi nếu mà nhắm được thì con cho địa chỉ để ra coi xác minh lại một lần nữa cho nó chính xác, coi thử là đúng hay không, rồi có thể là đưa chị về cho nó an toàn. Rồi Còn tại vì con cũng chưa xác định, tại vì xác định là chị nói là một phần đó thôi, là thứ nhất, thứ hai nữa là làng xóm xung quanh đó là nói mà một phần là chị ở xung quanh ở đó thì cũng rất rất là lâu rồi, và chị cũng thường xuyên đi vòng vòng ở đó thôi, và làng xóm cũng cho ăn cho uống, nói chung là ăn uống thì cũng thất thường thôi, mình đi lang thang ngoài đường mà, thì cũng rất là tội nghiệp cho chị luôn đó. Thì nếu mà được là một là con đón xe cho chị về, nhưng mà nhiều khi là đón xe mà chị không biết đường về nữa thì nó càng nguy hiểm hơn nữa đó. đúng rồi đúng Còn rồi, có gì đấy liên hệ với Hương là coi như là bắt đầu là coi như là gặp gặp Hương, Hương mới dẫn tới đó người nhà tới đó thì đó, nó vậy đó, nói nó chung chỉ mà nghe người nhà đúng gì à đó Nếu đó. mà về thì cứ ra đây, thì đảo nữa con cái nhắn cái số điện thoại của con, có gì liên hệ mạng không được thì liên hệ số điện thoại con nha. Rồi bây giờ coi như là chúng ta Hương ơi, coi như là ấy cái số điện thoại ở trong này được luôn ơi, Thì hiểu đến không? đảo nữa con nhắn qua cho chú. Nhờ nhờ coi như là những tin qua cái số điện thoại để liên hệ với nhà đó ra sao. 2 năm nay là coi ở đây không có về quê, không biết cái sự tồn nó như thế nào, mà hôm nay là coi như ở trên này á là mình thấy cái hình ảnh này đó, là coi như nó hồi nãy coi như nãy nghe nói chuyện á là nó nói đâu mình đúng đúng là con đây rồi đó, đúng là con đây rồi thành đứa ra mới biết đó vậy Nói chung là may lắm là có chú, thì chú xem được cái video của con, thì đó. cũng con cũng cảm ơn chú rất là nhiều, thì chú cứ liên hệ với bố mẹ của chị coi thử như thế nào. Đón chị về liền thì con cho địa chỉ, con là ở ngoài Phan Rang. Thì Cái đó là tốt. đưa chị về thì nó sẽ an toàn hơn, còn con vẫn đón xe được cho chị, nhưng mà chị tinh thần không ổn định đó, có thể là chị đi chỗ khác nữa thì khá là nguy hiểm, và cũng không biết đường nào mà để chị về tới nhà. Cái đó cũng như là có gì là cũng phải ấy á, phải liên hệ với Hương đây rồi coi người nhà tới trực tiếp rồi coi như mới gặp được rồi coi mới đón gì rồi chứ coi như nhiều lúc coi như là đưa nó coi như là lên xe rồi coi như đi mẹ nó ra Hà Nội rồi coi như là mấy lại rất khó nữa Dạ đúng hiểu rồi, ra Hà không? Nội nữa là mình không có tìm ra được chị nữa, là thất lạc nữa, là một thời gian nữa là khổ nữa. Đó rồi coi như là như ai nữa là ra hiện nay mà ra ngoài đường mà cỡ cỡ đó ra ngoài đường rất nguy hiểm, ăn bờ ngủ bụi là coi rất nguy hiểm, Dạ tức đúng là rồi. rất là khó. Dạ. Nhưng mà coi như thấy cuộc sống mà nói thấy ở chỗ như nơi nơi đó là coi như thấy tốt rồi đó, nhưng mà Dạ. biết thì ăn uống đồ ra sao như thế nào cái đó mình hiểu được, Dạ. chứ còn ở đó là còn an toàn rồi đó. Dạ dạ. Thôi thôi vậy nha, thôi coi chúc sức khỏe rồi có gì rồi Dạ. sao đâu có gì coi như là cái này là coi như mình chỉ cần là coi như là nhìn thấy là coi như là bắt đầu là coi như là mình liên lạc liền sẽ có gì đâu. Dạ, giống như là có Có gì duyên nha. lắm, có duyên lắm mới gặp được nhau ở chỗ. Đơn giản thôi chứ có gì đâu, không tao là mới Dạ. vô thấy coi như là mình nói là coi như là chỉ cần
mình coi như tìm nó ra được là coi như bắt đầu là liên hệ ngay liền. Bây giờ là thôi, giờ cho số điện thoại đi, coi như là nhắn tin qua số điện thoại đi, Dạ. ở đó coi như mình liên hệ coi như là ở nhà xem thứ là như thế nào. Chỉ còn ở đó là coi như là nếu không có ở đó là bắt đầu là gọi số điện thoại đó, đó là Vương Phạm bắt đầu mới coi như là bày tỏ rồi cho người nhà biết. Dạ. Đó, ok Dạ dạ vậy rồi. Rồi con đó. cảm Rồi ơn. chúc sức khỏe nha. Dạ con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ Thôi dạ. vậy cái gì đâu không. Dạ dạ. Rồi ok bye. Dạ bye bye chú. Rồi bye. Thì Quân cũng rất là vui luôn cô chú anh chị, tại vì ngày hôm nay á là Quân cũng đăng tải cái video này cũng mấy ngày rồi. Quân cũng đăng tải mấy ngày rồi nhưng mà hiện tại bây giờ thì có một người thân, một người quen liên hệ Quân để Quân giúp đỡ cho chị về về lại quê hương, về lại nhà. Thì chú này là một người là gọi là người hàng xóm, chị đã đi cách đây cũng là 2 năm rồi. Thì 2 năm rồi thì bây giờ chị người thân đi tìm khá là lâu, khá là cực nhọc luôn á cô chú anh chị. Thì Vương rất là vui là cảm ơn cô chú anh chị đã chia sẻ rộng rãi cái video của Vương, đã chia sẻ đến tới người thân vì gia đình của chị. Thì Vương cũng rất cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Thì bây giờ thì Vương xin tạm dừng cái video và hẹn gặp lại cô chú anh chị tiếp theo. Hãy đón xem những cái video đưa chị về như thế nào và người thân của chị ra rước như thế nào nha cô chú anh chị nha. Bây giờ Vương xin tạm dừng cái video và bye bye.